Đây là chiếc ghe ngò mới của chùa San Ke, lần đầu tiên bơi tại dòng sông Metro. Đây, khỏi bàn luôn. Chốt đêm, chốt đơn 12 điểm, khỏi bàn quá vậy. Đó, có khác không? Xin chào các bạn đã trở lại Vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay gặp idol chốt đơn 12 điểm tại dòng sông Metro đây. Là khoan một chùa San Ke đó anh. Muốn nói gì không? Hôm nay là ghe của chùa San Ke là quá ok rồi. Rồi quá ok á. Em cũng không biết nói lời gì nữa, tại nói nhiều quá người ta chửi nữa. Không có chửi, không có chửi. Chốt đơn 12 điểm không? Chốt đơn 12 điểm. Ok, đây anh em nè, quý vị mình đang đứng dưới ghe. Đây là đội San Ke, mình cũng có mặt tại đây để chia sẻ hình ảnh cái chiếc ghe mới bơi tốc độ như thế nào. Thì anh em có nhiều người cũng hỏi Thắng Miền Tây tại sao mà ghe mới chưa thấy xuất hiện, thì hôm nay có xuất hiện tại dòng sông Metro ha. Đây thì anh em cũng ngồi ở trên và có idol chốt đơn 12 điểm. Lúc trước là mình bị gắn chung cắn ngay miệng ở trên, ta chia sẻ trên TikTok đó là lý do sao mà nó cắn á. Mình chơi hơi bị ngu. Tại mình không có biết nó cắn. Lúc trước bị gắn chung cắn ngay miệng đó quý vị, còn nhớ không? Đó, idol. Đó, idol á trên TikTok. Đó. Cổ vũ và nhiệt tình cho đội San Ke. Năm nay chắc là San Ke có thể là lọt vào vòng top mạnh của đội. Đó. Sung quá sung luôn. Hiếm gặp được cái cảnh này á quý vị. Đó, fan hâm mộ nhiệt tình hết mình luôn. Đó, coi cái đít kìa. Quá dẻo luôn. Đó, cái đít quá dẻo luôn quý vị. Đó. Trước khi lên đi về thì phải nhảy tặng cho San Ke một bài nhảy nữa. Điệu nhảy này là điệu nhảy gì anh? Đó, sung quá sung luôn. Điệu nhảy này ta kêu bằng điệu nhảy gì vậy? Cha cha. Chơi rambada luôn đi. Chơi rambada luôn. Về mạnh giỏi nha. Đây khán giả ở trên rất là đông. Đó, rất là vui, rất là hào hứng luôn. Đội San Ke năm nay có lý đó quý vị. Đó, đội cổ vũ cho đội San Ke quá là đông. Đây năm nay cũng San Ke chắc có thể là lọt vào top đội mạnh của năm nay đâu vậy. Đây là trước mặt màn hình quý vị, đó là chùa Klang Cái Sách ha, đã xuất hiện tại dòng sông Metro. Đây chùa Klang Po Kli Klang đó, nguyên một con rồng ha. Đó con rồng phun lửa ba ngọn lửa luôn quý vị. Đó lửa tam muội ha, cái này người ta kêu bằng lửa tam muội quý vị. Đó chùa Po Kli Klang Cái Sách đó, quá nhanh luôn, bơi một mình rất là nhanh. Đây anh em cũng dọc hai bao quần cho anh em cũng tấp vô nghỉ ngơi rồi ha quý vị. Đó đây là chiếc ghe mới của chùa San Ke, cũng mới ra dòng sông này thôi. Đó cho anh em biết tốc độ luôn ha, cũng cận ngày thi đấu chính thức, anh em cũng phải xuất hiện thôi quý vị. Đó hai chiếc ghe như xanh đôi vậy, thành ra anh em cũng nhìn không có biết được, bởi vì hai chiếc ghe một màu một kiểu một luôn quý vị. Đó rồi, con giả trên khá là đông ha quý vị, rất nhộn nhịp rồi, mấy ngày nay thì rộn ràng luôn. Đó
À, vài bữa nữa chắc xe không có cho vô cái đường này nhiều quá vậy đó. Đây chiếc xe mới của Sang Tre bắt đầu tăng tốc lần thứ hai đó. Ghê không? Ghê không bà con? Đó. Đó. Ô. Ô quá rồi, quay không kịp luôn quý vị ơi, trên màn hình quý vị tôi quay không kịp luôn rồi. Trước màn hình quý vị đó là đội áo đỏ bên khán đài B, đội nữ của Tum Núp Mai, bên này áo đỏ cũng nón đỏ là đội Sang Ke, chiếc ke mới của anh em ha. Đó là cái này không có cho kè quý vị, đó là cái này đội Tum Núp 2, đội nữ ha, đã cũng mặc cũng áo đỏ nón đỏ, bên này Sang Ke cũng nó áo đỏ nón đỏ nhưng mà đội nam đó, nhưng anh em chưa có tăng tốc quý vị, anh em cũng nhường phụ nữ tí á, đó đó anh em cũng nhường phụ nữ tí quý vị, đó rất là nhanh, rất là kịch tính luôn đó. Đây ở trên khán giả cũng cổ vũ cho đội Sang Ke đó, rất là đông nha quý vị. Đó Sang Ke năm nay có lý rồi đó, anh nó ngồi ở trên luôn không có đứng ở dưới ha đó. À, ghe Sang Ke mà có vô vòng là ảnh nhảy xuống nước luôn đó quý vị. Đó. Đó rất là đông ha, mỗi năm lên cây rồi ngồi coi luôn quý vị, năm nay thì nó thoải mái hơn đó. Rồi trước mặt màn hình quý vị đó là Tum Núp 2, đội Tum Núp 2. Đây là một chiếc ghe mang biểu tượng là cờ ngọt mé đó, anh em mặc áo thun thì mà áo thun xanh nón đỏ ha. Đó, Tum Núp 2 cũng được chức vô địch năm 2020. Đó. Rất là nhanh, rất là nhanh theo bây giờ. Ôi, 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 ôi. Ô, sải tên. Đây chiếc nghe lộ mới Thanh Trị cũng có mặt tại dòng sông này mà anh em chưa có dợt nhau quý vị. Đó anh em cũng có dời để chuyển cây cầu thôi. Còn cái chiếc kia này Boticlan, cái sách đây Boticlan đó, anh em bơi một dầm một dầm một lên khán đài nhau quý vị. Boticlan đó mang biểu tượng một con rồng phun ba cái ngọn lửa, đó là ngọn lửa tam quả của sạc lưng mới một sạc lưng mới. Ô đó súng ơi, súng ơi. Ô đây là đội thay đổi của Tum Núp 2 đó, thay đổi đội quân thay đổi. Ô đây Boticlan bơi một mình ha quý vị, đó cũng anh em cũng gắng cố gắng tập thôi. Đây Boticlan cái sách đó mang biểu tượng một con rồng phun ba ngọn lửa đó quý vị, rất là đẹp ha, anh em bơi dầm một dầm một dầm một ha, bơi ngược nước luôn quý vị. Thank you.
cái này mình cũng không có lựa ghe nào được để mình quay cho quý vị xem, chỉ có thấy ghe nào thì mình chia sẻ ghe đó cho quý vị xem thôi đó. Đây mình thấy ghe nào mình chia sẻ ghe đó cho quý vị xem thôi, chứ mình không có lựa chọn được. Lúc này thì ghe ra rất nhiều phải quý vị đó, thành ra mình thấy ghe nào, cái đội ghe nào thì mình chia sẻ cho quý vị xem. Tất cả tổng hợp là tất cả đội ghe ha, ở trên dòng sông này trong giờ phút này thì rất là nhiều, nên mình không có lựa chọn được để mình quay một chiếc ghe nào riêng lẻ để cho quý vị xem được. Cái này và kêu bằng tổng hợp lại để các đội ghe tập vợt như thế nào để cho quý vị biết ha. Đó, anh em đang tăng tốc quý vị. Đó, quá trời luôn à, quá trời tốc độ quý vị á. Đó. Cái này pô thi sách, ở cá sách theo quý vị. Đó. Pô thi clang, còn pô thi clách cái sách thì chưa có thấy xuất hiện tại dòng sông này. Đây là tốc độ của pô thi clang đang bơi về khán đài. Anh em cũng gắn quyết tâm ha, anh em cũng tập đi tập lại nhiều lần nhiều quận rồi quý vị đó. Tới đây anh em giảm tốc độ, ngưng chui nước luôn. Đội sắt kè ăn cơm á quý vị, vậy nào. Đây anh em ăn cơm vậy lao ha quý vị. Ăn đi, ăn đi, cảm ơn. Đây đó, rất là vui, rất là vui ha. Đó anh em cơm đó, thấy không vui không quý vị. Đó, thì ở đây cũng có cái địa điểm của anh em cũng rất nhiều năm nên anh em quen ở đây, mượn chỗ đây để nấu cơm rồi cho anh em dùng ha, để cho có sức, cũng đồng thời kế quán nước này luôn, trong quán nước này luôn đó. Đó, đây là ở đây phục vụ cơm ha. Đó, đó chú này tận tình luôn đó. Đây chống phậu đây quý vị, đó chống phậu phụ á phụ. Đây là từ phút giây này thì bắt đầu đổ xô ra dòng sông Metro để coi các đội ghe cũng như chùa mình người ta ủng hộ ha. Đó thì người ta cũng tập luyện cũng tại đây cũng khá là ga muốn đầy đủ hết á, chỉ còn Càng Long chơi Trà Vinh chưa có thấy ra đây thôi quý vị. Còn các đội ghe thì cũng đổ xô về đây hết ha, để tập luyện, để chỉnh sửa cây kinh câu để cho nó kịp thời đó quý vị. Còn bữa nay cũng ghe sang ke nãy giờ cũng ra ghe mới đó quý vị, đó lần đầu tiên ha. Đó cả ngàn khán giả để đổ xô về đây để ủng hộ cho đội ghe nhà cũ nhà mình đó. Thì mỗi cái chiếc ghe thì đều có một lán chạy để anh em nghỉ ngơi, lên nghỉ ngơi ăn cơm nước rồi ha quý vị. Đó thì lán chạy này là lán chạy của chùa Sang Ke đó, rất là đông các phun sóc lại đây để cổ vũ cho các đội ghe mình đó. Thì hôm nay thì cũng gặp Phan Nhí của rất là nhiều ha. Đó nè Phan, nè Phan Nhí nè, đó đó, ok luôn, ok luôn đó. Fan sao chùa Sang Ke luôn nè quý vị, đó rất nhiều fan luôn ha. Đó rất là nhiều fan đây, fan đây nè, anh này là bữa nào cũng thấy mặt hết trơn nè. Đó, anh thấy đội Sang Ke bữa nay ra tốc độ ghe mới mình như thế nào ha? Hả? Ngon không? Ngon ha. Chốt đơn 12 điểm. Rất là tuyệt vời. Sang Ke năm nay tuyệt vời luôn ha. Cũng tuyệt vời, ghe cũng tuyệt vời. Thì bữa nay ngày đầu tiên cũng anh em lấy chiếc ghe mới ra thử tốc độ ở đây thôi nha. Đúng rồi. Lúc trước thì anh em bơi ghe cũ thôi. Cho quý vị biết luôn, thì quý vị có hỏi mình rồi đó, tại sao mà
Đây khán giả rất là đông nha, bây giờ đó ở dưới sông thì tấp nập chiếc đội ghe. Ghe này là hình như là ghe Pu Tức. Ghe này đang ghe chùa Pu Tức á. Có độc lạ là tại dòng sông này sơn màu tím không có trùng với ai chơi cũng vậy đó, màu tím Pu Tức đó, Pu Tức đó, rất là nhanh ha. Ô anh em Pu Tức sơn ghe màu tím luôn á, vậy không có trùng với ghe nào hết đó, không có trùng với ghe nào hết ha. Hả? Ô gớt nước quý vị ơi đó. Ô ồ, có một vận động viên gớt nước rồi, chùa Pu Tức cái quý vị đó, mà áo màu tím nó đang lội lên đó quý vị đó. Ô quá đây, thật sự là trong đội ghe không biết anh này gớt nước luôn quý vị đó, ở đây cũng hơi gió ha đó, ảnh gớt nước luôn đó, lội lên vô lên luôn, không chịu ngừng ghe để cho anh ấy lên nữa quý vị đó. Đây ảnh gớt nước nè, lội vô luôn. Ôi lên chân bạn đấy mình chót, ôi lên chuột luôn á. Ô cứu bồ đâu ô cứu bồ đâu. Trong khi mà đang bơi gì rất là mệt thế quý vị, bơi vô tới lời là rất là đuối á, chứ không phải chuyện chơi đó. Bỏ ảnh bơi mình lên luôn rồi ghe đi lên khán đài rồi đó. Rồi gớt nước luôn quý vị ơi. Pu Tức, anh này ở vận động viên của Pu Tức á. Đó. Thôi clip này Thắng Miền Tây cũng chia sẻ cho quý vị xem cái clip ngắn này thôi. Thắng Miền Tây cũng xin kết thúc á. Thắng Miền Tây cũng là túc trực ở đây 24/24 để cho quý vị theo dõi các đội ghe của mình, quê hương xứ sở của mình ra tại dòng sông này như thế nào. Thì Thắng Miền Tây luôn luôn túc trực để cho quý vị xem hết toàn cảnh anh em tập vợt và lúc thi đấu như thế nào ha. Thì Thắng Miền Tây cũng xin khép lại video tại đây. Chúc cả nhà một ngày mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Xem nhớ bấm like và đăng ký cho Thắng Miền Tây có thêm động lực để làm video ra mắt quý vị hay hơn, tốt hơn nữa. Có gì không phải thì mong mọi người góp ý cho Thắng Miền Tây để học hỏi kinh nghiệm thêm của quý vị. Xin chào và hẹn lại video tiếp theo của mình.